bạn thân mến, Châm Anh nghĩ là các bạn ngồi dưới đây thì sẽ có những bạn sau khi học xong thì sẽ ở lại đây, hoặc sau khi học xong sẽ ở lại đây, hoặc là sẽ trở về Việt Nam, thì cũng như thấu hiểu được cái nỗi lòng đó. Thì bài hát sau đây như là một nỗi nhớ da diết của các bạn, của các anh, của các cựu học sinh với nỗi nhớ xa quê và lâu rồi chưa được trở về quê hương. Vâng, và Một Cõi Đi Về như là một nốt trầm lắng đọng trong lòng của mỗi chúng ta. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Một Cõi Đi Về do Công Tuấn và Cao Hùng biểu diễn.
Vâng, thưa các bạn, cho đến giờ phút này rồi, chúng ta cũng đã mệt mỏi rồi phải không các bạn? Yeah. Nhưng mà phải nói là với